Chuyên gia thông tin về an ninh trật tự, Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Ngọc Dương, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai có thông tin chính thức gửi các cơ quan truyền thông về việc cơ quan công an bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lê Ngọc Dương, hiện đang là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị này đang điều tra vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên, rửa tiền và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và các đơn vị cơ quan có liên quan theo quy định nhập vụ án hình sự số 02QD CSKT ngày 3 tháng 7 năm 2023 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 4 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Lê Ngọc Dương, sinh năm 1969, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú tại số 026, đường Lê Lai, tổ 26, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Nguyên trưởng phòng quản lý khoáng sản, nguyên phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai, hiện là chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai, để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo quy định tại khoản 3 điều 281 Bộ luật hình sự năm 1999, các quyết định và lệnh trên được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn. Hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.